Dế ơi, ra mày nhờ tí việc nào Dế ơi. Dạ, mẹ đợi con tí, con ra ngay đây. Ơ kìa cái thằng này, mẹ nhờ mà nằm đây chơi iPad thế này à? Suốt ngày cắm mắt vào game ấy, bây giờ động đến sách vở, sai hết rồi. Đưa iPad đây, suốt ngày chơi iPad. Từ nay nhá, bố sẽ thu iPad của con. Xin bố đừng lấy iPad của con mà. Thế bây giờ ấy, có chịu học hành tử tế không? Nhưng mà con không thích học toán. Tại sao không thích học toán? Bởi vì toán khó lắm, con ghét toán. Từ lúc mà nghỉ hè đến giờ thì cu Tí nhà mình gần như là dán mắt suốt vào cái iPad để mà chơi điện tử cả ngày ấy. Vợ chồng mình ấy thì mỗi lần mà đi làm về rồi thì rất là mệt mỏi nên gần như là cả ngày chỉ có một chút thời gian buổi tối để mà kèm cặp con thôi. Nhưng mà chính vì thế là thành ra là cu cậu cứ mải chơi game cả ngày nên là không chịu động đến bài vở gì cả. Và đến khi mẹ hỏi đến thì quên hết sạch kiến thức mà cô giáo đã dạy trên lớp. Nhiều lúc ấy, thì mình hướng dẫn bài cho con ấy thì cũng rất là bực mình, bởi vì giảng đi giảng lại đủ kiểu rồi nhồi nhét nhưng mà không ăn thua. Nhưng mà nghĩ lại thì chính bản thân mình còn quên những kiến thức lâu không ôn lại, không trách được con của mình. Dế ơi, mẹ có cái này cho con này. À, iPad của con. Nhưng mẹ dặn nhá, iPad này không phải để con chơi điện tử đâu, để cho con học online môn toán đấy. Lại toán, con học toán đủ rồi, con không muốn học toán nữa đâu. Thôi Dế ngoan nào, mẹ đăng ký cho con học thử cơ mà. Nếu mà hay mẹ mới đăng ký. Nhưng mà mẹ đảm bảo con sẽ hơi bị thích luôn. Trong này cực kỳ nhiều trò chơi. À, có cả trò chơi cơ ạ? Ừ, vừa học vừa chơi luôn. Đây con thử này. Ban đầu ấy thì vợ chồng tôi cũng khá là phân vân và đắn đo khi mà đăng ký cho con học online, bởi vì sợ con sẽ mất tập trung hay là sẽ lén chơi game khi mà bố mẹ không để ý. Nhưng mà thực sự để mà sắp xếp thời gian đưa con đi học offline thì hai vợ chồng mình không thể sắp xếp được, nên là cũng đành phải đăng ký cho con học online xem thế nào. Nhưng mà ai ngờ là buổi đầu tiên ấy, con học thì đã thấy con rất là hào hứng và rất là tập trung từ đầu đến cuối buổi. Thì khi mẹ hỏi lại, thấy con trả lời cực kỳ nhanh, phản xạ rất là tốt và thấy là cô cậu khá là hiểu bài. Khi mà học xong còn hỏi là mẹ ơi, mai con được học nữa không cơ? Và cứ khen là học vui lắm, cô khen nhiều lắm. Thế là từ đó đến giờ là cu cậu rất là tự giác, cứ đến giờ học là tự động mở iPad ra. Tôi thấy rất là yên tâm và thấy thực sự rất là nhàn so với trước đây. Tôi thấy cách dạy của cô Mát khá là dễ hiểu, rất là phù hợp với những đứa trẻ mà mất tập trung rồi hay quên như là con của tôi. Thì những cái tiết học của cô Mát ấy, thì có những cái trò chơi câu đố là sáng tạo và giúp các cháu làm sao mà say mê học tập, không còn ham chơi điện tử. Con tôi cũng thế, bây giờ không còn chán học như là cái hồi đầu hè nữa. Bên cạnh đó thì mỗi cháu đều được kiểm tra đầu vào và thiết kế một cái lộ trình học và giáo trình học chuyên biệt cho từng cháu. Nên khi các cô giảng dạy thì đều nắm được những cái phần kiến thức mà từng cháu yếu ở đâu thì các cô sẽ bồi dưỡng vào những cái phần kiến thức các cháu đang yếu. Mẹ ơi, hôm nay con làm toán được 10 điểm này. Ui, con trai mẹ giỏi quá nhờ, tiến bộ thế. Thế bây giờ ấy, có học toán nữa không hả ông Tướng? Không ạ, con thấy dễ ở, con làm toán nhanh nhất lớp, ai cũng ngưỡng mộ con thôi ạ. Ui, giỏi quá. Thế này à, mẹ đề nghị bố phải thưởng cho mẹ con mình đi ăn tối ở nhà hàng để mừng con ra tiến bộ được không? Bố đồng ý. Yeah.